nhà đón phái đoàn YouTube rồi đi. Rồi. Mình đang chuẩn bị đi lễ khởi công ở bên North Carolina. Dạ. Vũ cần cái stand nè. Dạ. Rồi. Đằng đây là anh Giang nè, hello Giang. Giang thấy đuối rồi. Bên cổng đó lên thì cầu thang xuống gì vậy? Level 3. Yên chí đi, LA mình là thổ địa mà. Backdrop glow, có cái nào open không vậy? Check later. 9:01. Dũng đi đâu đẹp trai vậy? Ok. Ở Việt Nam đi dự sự kiện ở Việt Nam mà thường rồi. Ở bên Mỹ đi dự sự kiện ở Việt Nam của Việt Nam. Mà check in lại không? Lấy check in chưa đầy 3 phút là ba anh em có ba cái vé. Ba anh em có ba vé đi nè. Rất cảm ơn anh Michael hồi nãy vô đây kẹt xe quá trời luôn, nhờ anh Michael thổ địa ở đây. Hồi nãy vô không kẹt nữa là mệt á. Đã chạy máy bay á. Không. Đúng đây đâu. Ờ có airline là mình đợi đây vô luôn. Nói gì không? Rồi, mấy chào quý khán giả của channel Phố Huyền TV cũng như là CD Media. Rồi, hai anh em. Thì hai anh em tôi
Tiến Dũng, anh Michael đang có mặt ở tại trường Los Angeles và đang hướng về tiểu bang North Carolina để làm gì anh Michael? Để làm gì ạ? Để làm gì hả? Mới đất, đồng thổ ha. Đồng thổ xe tinh vàng. Phải nói rằng Tiến Dũng ở bên đây thì mình đi cao bộ như vậy rất là nhiều lần rồi, nhưng mà phải nói rằng đây là lần đầu tiên mà mình đi gọi là ra ngoài tiểu bang Cali với một tâm trạng nó phấn chấn vô cùng, nó đặc biệt vô cùng. Dạ. Thì đấy, một sự kiện mà liên quan đến người Việt, mà đặc biệt là ở từ Việt Nam, nước Việt Nam nữa. Dạ, người Việt trên đất Mỹ. Dạ, ok. Mà đây là liên quan tới đất nước Việt Nam nữa. Chính xác, nó có nhiều những cái... anh em chúng tôi sẽ dự một lễ gọi là động thổ để xây dựng nhà máy VinFast tại tiểu bang North Carolina. Hôm nay là mới có tối thứ tư thôi ha. Sáng hôm nay là sáng thứ năm rồi, 7 giờ tối mình gần sáng rồi. 1 giờ sáng tụi anh em còn lang thang ở ngoài phía trường thì các bạn ơi. Cùng đi trong đoàn từ đây thì có anh Giang. Anh Giang. Trực diện media. Trực diện media TV anh Minh Giang. Dạ. Hôm mình ở đây nè, 41. 41 ha. Ok, dạ. Tính từ đâu nữa hả? Xe Dũng số mấy, ngồi gần nhau không? Anh Giang Nam Bi ở gần nhau này, cùng một cục luôn. Chuyến bay này khoảng 4 tiếng mấy á, ông nó đáp thì chắc gần 2 tiếng mấy. Ok rồi, 5:45 sáng, thị trường Texas, Dallas ha, Dũng. Wow, lên cầu thang này. C31 phải không? Có con Nali kìa, Nali ngủ được không? Đây là phi trường Dallas. Tiếng hồ hả? Tiếng nổ lũng bày hả? Ôi, có đầu đông đông rồi, sáng con đầu đông đông rồi, vui rồi. Đây là phái đoàn VinFast. Đây, anh Ninh đó, không hàng mà gặp ha. Chủ xe VIP hai chiếc. Thiếu anh Hùng hả? Anh Hùng đâu có đi hả? Ồ, anh Hùng sẽ đi trước rồi hả? Ồ, tưởng đi cùng chuyến. Sáu giờ thì LA đi hả? Còn đang ở phi trường Dallas, Texas.
Nè, mình đi C31 ha. C31. Nè, như cà phê mở rồi nè. Ở đi 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 qua rồi mốt đi ngược lại, đi ngược lại. Đây là phi trường hãng máy bay là American Airlines AA. Nào, Raleigh, North Carolina. Khởi hành 7:15 sáng tới.